Bây giờ có một quả zucchini and hai quả ếch thì mình làm được món gì ăn kèm với đồ ăn đây? Mình nghĩ ra một món. Này là bột mì, trứng. Zucchini mình cắt ra, mình sẽ lăn qua bột, qua trứng, mình chiên. Cho vào tí muối, tí nước tương và tí tiêu. Dầu ăn nóng rồi. Giờ mình lăn qua bột. Rồi mình lăn qua trứng. Rồi mình lại lăn qua bột bột mì. Rồi mình để vào. Lần lượt, lần lượt. Thơm lắm lắm nha. Mùi trứng chiên đó. Bây giờ mình trở mặt, miếng nào mình để lên trước mình trở trước, nào để lên sau trở sau. Đơn giản, nhanh gọn lẹ, thơm ngon, cũng béo bổ nữa. Sắc sắc chưa? Không có đẹp nhưng mà nó ok, ngon. Đỡ ngán, đỡ chán hơn là mình ăn trứng chiên không, hoặc là trứng chiên thịt bằm thì ăn hoài cũng ngán rồi. Zucchini ăn không cũng cũng hấp luộc gì đó cũng ngán chán rồi. Tuyệt vời. Chốc luôn. Rồi 2 phút nữa là giòn đều, áp xuống xong. Vừa ăn rồi, còn không vừa mình chấm thêm nước tương. Thơm quá. Thơm ngon quá. Trứng nó có gì cái này thì nó ngọt. Xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc. Ừ.